Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá Việt Nam mới nhất của kênh Cuồng bóng đá Việt Nam. Để theo dõi liên tục những thông tin bóng đá cũng như ủng hộ cho chúng tôi, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Sau đây là những thông tin bóng đá đáng chú ý trong 24 giờ qua. Vì Quang Hải và người hâm mộ Việt Nam, ban tổ chức Ligue 2 làm điều bất ngờ khiến cổ động viên mừng rỡ. Sau khi ký hợp đồng chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Pau FC đã liên tục phá mốc tương tác trên các trang mạng xã hội. Đồng thời, cái tên của đội bóng này cũng nhận được lượng tìm kiếm cực khủng. Cụ thể, bức ảnh chụp Quang Hải sút bóng trong buổi tập đầu tiên cùng Pau FC nhận về hơn 42.000 lượt thích. Cùng với đó là 2,5.000 lượt bình luận chúc mừng. Chưa hết, ở bài đăng ra mắt Quang Hải, câu lạc bộ Pau cũng nhận được tới tận 177.000 lượt tương tác. Một con số có thể nói là quá khủng. Trong khi người hâm mộ Việt Nam tỏ ra rất phấn khích với hình ảnh này, thì các cổ động viên tại nước Pháp của Pau FC lại tương đối khó hiểu và còn có chút hoang mang khi đội bóng của mình đang trở thành điểm nóng trên các trang mạng xã hội. Chuyện gì đang xảy ra tại Pau FC thế này? Số lượng bình luận lớn quá vậy? Tài khoản Cesif bình luận trong tấm ảnh Quang Hải tập luyện. Trước đó, theo thống kê của fanpage Kama, trang Facebook chính thức của Pau FC đã tăng lượng theo dõi một cách chóng mặt, với chỉ khoảng 20.000 fan theo dõi vào tuần trước. Giờ đây, fanpage chính thức của câu lạc bộ này đã tăng lên tới 250.000 lượt theo dõi và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đây chắc chắn là một cú hích cực lớn dành cho Pau FC trước mùa giải mới, khi những biến động tích cực này có thể giúp đội chủ sân Saint-Étienne kiếm được thêm những hợp đồng tài trợ từ các nhãn hàng trong và ngoài nước Pháp. Bắt đầu, Pau FC sẽ ra sân theo khung giờ chung là 0:00 ngày 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Nhưng lịch cập nhật mới nhất cho thấy họ sẽ thi đấu với Saint-Étienne vào lúc 20:45 ngày 5 tháng 9, 1:45 ngày 6 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Trận đấu này diễn ra muộn nhất ở vòng 7 và sẽ được nhiều kênh thể thao của Pháp trực tiếp. Theo tờ Sud Ouest, đây là một đặc ân của Pau FC. Đội bóng vẫn còn khá lạ lẫm với người hâm mộ xứ Lục Lăng bởi trước mùa giải này họ mới có 2 lần xuất hiện tại Ligue 2. Năm nay, việc Pau FC, đội bóng có ngân sách thấp nhất giải đấu, được quan tâm nhiều hơn cũng nhờ sự xuất hiện của Quang Hải. Ngôi sao của đội tuyển Việt Nam có lẽ là một lý do để giúp nhà đài và ban tổ chức đi đến quyết định đổi lịch trận đấu giữa Pau FC và Saint-Étienne, bởi họ hy vọng không chỉ cổ động viên Việt Nam mà những fan địa phương cũng sẽ dồn sự chú ý vào cuộc đối đầu này, xem làn gió mới đến từ Đông Nam Á sẽ thể hiện ra sao. Cũng không thể quên sức hút của Saint-Étienne. Năm ngoái, đội bóng này từng thi đấu ở Ligue 1. Trong lịch sử, Saint-Étienne chính là đội có nhiều chức vô địch Ligue 1 nhất, với 10 chức vô địch, bằng với Marseille. Vì vậy, khi rớt xuống Ligue 2, ít nhiều thì họ vẫn là một tên tuổi lớn của giải đấu. Trên mạng xã hội Facebook, Saint-Étienne chính là đội bóng được theo dõi nhiều thứ hai tại Ligue 2, với gần 900.000 lượt, gấp 3 lần Pau FC. Rõ ràng thương hiệu Saint-Étienne vẫn có sức hút với người hâm mộ Pháp. Ở cuộc gặp tâm điểm vòng 7 này, người hâm mộ sẽ theo dõi Quang Hải và cả Victor Lobry. Tiền vệ đã nhường lại vị trí và cả số áo 19 cho Quang Hải để gia nhập Saint-Étienne. Với nhiều điểm chú ý như vậy, rất có thể Pau FC sẽ lại thuê sân Hameau, vốn có sức chứa gấp 4 lần sân nhà của họ, để thỏa mãn nhu cầu của khán giả cho trận đấu này. Tờ Sohu Trung Quốc hết lời khen ngợi màn trình diễn của Nguyễn Quang Hải trong trận ra mắt Pau FC dù thua đậm cồn kèm 0-4 ở ngày khai màn Ligue 2. Messi Việt Nam bùng nổ trên sân cỏ Pháp. Tờ Sohu giật tít và bình luận khi viết về dư âm trận ra mắt của Quang Hải trong màu áo của Pau FC hôm 31 tháng 7. Tiền vệ sinh năm 1997 đã làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở giải chuyên nghiệp Pháp. Tác giả cho rằng Pau FC đã chơi không tốt khi không có Quang Hải trên sân và dễ dàng để cồn kèm dẫn trước tới 4 bàn, khiến trận đấu sớm an bài. Phải đến phút 60 thì Quang Hải mới được tung vào sân. Anh lập tức được xem là điểm sáng của Pau FC trong thời gian còn lại. Quang Hải đã chuyền bóng 7 lần, đạt tỷ lệ chính xác 100%. Bên cạnh đó, anh còn có 2 lần kiến tạo cơ hội và 1 lần cướp bóng thành công. Vẫn bài viết của tờ Sohu về Quang Hải. Kể từ đó, khả năng tấn công của Pau FC cũng được cải thiện đôi chút. Họ đã tạo ra mức độ nguy hiểm nhiều hơn so với thời gian trước đó. Vì thế, dù chỉ có mặt trên sân khoảng 30 phút, nhưng Quang Hải vẫn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của Pau FC khi được chấm 6,9 điểm. Có thể nói màn trình diễn của cầu thủ Việt Nam trong trận đấu này là rất tốt, tờ Sohu nhấn mạnh. Thậm chí tờ báo này còn cho rằng bóng đá Trung Quốc nên lấy Quang Hải làm hình mẫu để học hỏi. Trong những năm qua, có nhiều cầu thủ Trung Quốc đã sang châu Âu thi đấu nhưng đều thất bại. Tiếc rằng có rất ít cầu thủ trẻ của chúng ta dám sang châu Âu thử sức như Quang Hải của Việt Nam, tờ Sohu viết thêm. Tác giả khen ngợi Quang Hải nhưng cũng đồng thời đánh giá cao sự phát triển của bóng đá giải đất hình chữ S. Thực tế, thời gian qua, bóng đá Việt Nam đã có bước phát triển đáng phải lưu tâm. Họ từng có lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại tuyển Trung Quốc và vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Họ còn chú ý tới kế hoạch phát triển dài hơi khi để những cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Cuối cùng, tác giả của tờ Soho nhận định với những gì đã thể hiện, rất có thể Messi Việt Nam sẽ được đá chính khi Pau FC trở về sân nhà tiếp đón Dijon ở vòng 2 Ligue 2. Đổi sân nhà trận gặp Dijon vào ngày 7 tháng 8, Pau FC đã thuê sân Stade du Hameau vì Stadium chưa sửa xong. Nhưng dù là sân nào, huấn luyện viên Tholot cũng không muốn lại thất bại. Ngay sau trận thua của Pau FC với tỷ số 0-4 trước Cuồng Game ở trận mở màn Ligue 2, huấn luyện viên Tholot đã vô cùng tức giận với màn trình diễn tệ hại của các học trò. Ông phát biểu: "Chúng tôi đã thua quá trong vánh. Cuồng Game chỉ có 2 tình huống nguy hiểm trong vòng cấm địa nhưng họ đều ghi bàn. Sau đó chúng tôi để thua 2 bàn liên tiếp nữa. Các cầu thủ đã thiếu tự tin trong trận đấu này." Thực tế đã diễn ra như những gì huấn luyện viên Tholot nhận xét. Trước khi Quang Hải được vào sân ở phút 59, khi chủ nhà đã ghi được 4 bàn, có quá nhiều cầu thủ không thể bắt kịp tốc độ trận đấu. Nhiều cá nhân đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Ban huấn luyện Pau FC đã làm việc với tập thể và từng cá nhân để thay đổi trạng thái chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Trong trận đấu tập, chia đội hình đầu đối kháng, Pau FC đã nỗ lực cải thiện hàng thủ. Các vị trí trung vệ và hậu vệ đã chơi rất tệ trong thất bại tàn át trước Cuồng Game. Đối thủ tiếp theo của Pau FC ở vòng đấu thứ 2 vào 0 giờ ngày 7 tháng 8, đội Dijon đã từng thua thầy trò ông Tholot cả lượt đi lẫn lượt về mùa giải năm ngoái, nhưng không thể coi đó là cơ sở để khẳng định kết quả đó sẽ dễ dàng lặp lại ở mùa này. Theo bình luận viên Anh Quân, không phải ngẫu nhiên mà Dijon được gọi là PSG của Ligue 2. Bất chấp kinh phí eo hẹp, Dijon vẫn có được một đội ngũ tốt. Sức mạnh của họ đến từ nguồn lực nội tại với chính sách đào tạo cầu thủ, sau đó dùng tiền để bán cầu thủ đó để xây dựng cơ sở vật chất. Các mùa giải gần đây, Dijon cũng thường thử nghiệm cách thức tiếp cận khác bằng chính sách mua bán cầu thủ ồ ạt. Chẳng nói đâu xa, ngay ở mùa giải năm ngoái, họ đã tậu về tới 16 tân binh. Xét trên nhiều phương diện, Dijon sinh sau đẻ muộn hơn nhiều đội bóng khác tại Pháp. Mãi đến năm 1998, họ mới thành lập đội bóng và bắt đầu lên chuyên nghiệp vào năm 2005. Tuy nhiên, họ đã có những bước tiến thần kỳ và chỉ mất 6 năm để xuất hiện ở giải đấu cấp độ cao nhất của nước Pháp. Mặc dù xuống hạng ngay sau đó, nhưng Dijon cũng quay lại Ligue 1 vào năm 2016. Họ trụ lại đến năm 2021 trước khi một lần nữa quay trở lại điểm xuất phát. Trở lại sân chơi hạng 2 nước Pháp, mùa giải 2021-2022, Dijon chỉ cán đích ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Ligue 2 với 47 điểm. Họ xếp ngay phía sau Pau FC với 2 điểm ít hơn. Hiện tại theo trang chuyển nhượng quốc tế transfermarkt, tổng giá trị đội hình của Dijon là 26,4 triệu euro, gấp 2,5 lần so với Pau FC. Đội bóng chỉ có giá là 10,05 triệu euro. Ở trận đấu trên sân nhà sau đây ít ngày, Pau FC sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không có sự điều chỉnh kịp thời về cả phòng thủ lẫn tấn công. Hy vọng là huấn luyện viên Tholot sẽ sử dụng Quang Hải ngay từ đầu để những đường truyền sáng nước của anh có thể đem đến cho Pau FC những cơ hội tốt. Mới đây, cựu tiền đạo PSG và Hà Nội FC Loris Arnaud đã có những chia sẻ về V-League, bóng đá Việt Nam cũng như Quang Hải trong hành trình làm quen với Pau FC Ligue 2. Cuối tuần qua, Quang Hải vừa trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng chuyên nghiệp tại Pháp khi vào sân 30 phút cuối trận đấu giữa Cuồng Game với Pau FC. Dù đây mới là lần đầu tiên hít thở không khí tại Ligue 2, nhưng cựu tiền vệ Hà Nội FC không hề bị ngợp và ngay lập tức thổi một làn gió mới cho Pau FC sau 60 phút thảm họa và thủng lưới tới 4 bàn. Tháng đầu tiên của Quang Hải tại Pau FC khá thuận lợi với 5 lần ra sân, trong đó có trận ra mắt Ligue 2. Sự tự tin và kỹ năng thoát pressing, chuyền bóng của Quang Hải giúp đội bóng của huấn luyện viên Didier Tholot giảm bớt được nhiều áp lực phòng ngự và còn mở ra nhiều cơ hội tiếp cận khung thành Cuồng Game. Cá nhân Quang Hải đã tạo ra 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt cùng nhiều tình huống đá phạt có ý đồ. Đáng tiếc là đồng đội của anh không thể tận dụng thời cơ ghi bàn thắng danh dự. Mới đây, cựu tiền đạo Loris Arnaud, người từng khoác áo PSG và có những năm tháng chơi tại V-League trong màu áo Hà Nội FC, đã có những chia sẻ về Quang Hải và bóng đá Việt Nam. Loris Arnaud khoác áo câu lạc bộ Hà Nội ở V-League 2016. Đó cũng là mùa giải Quang Hải ra mắt sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam ở tuổi 19. Loris Arnaud chia sẻ: "Phần lớn trình độ các đội ở V-League chỉ ngang với giải hạng 3 Pháp, một số tương đương với hạng 4, nhưng câu lạc bộ Hà Nội đạt đẳng cấp Ligue 2 và có thể chơi tốt ở đó. Nhiều đội thích phất những đường truyền dài cho tiền đạo cắm và hy vọng là anh ta sẽ ghi bàn. Hà Nội không chơi kiểu ấy, chúng tôi giống như Barca. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chưa bao giờ rời Việt Nam, nhưng hâm mộ Barca và tìm hiểu phương pháp tập luyện của họ thông qua YouTube. Ông thích xây dựng lối chơi từ tuyến dưới, những đường truyền ngắn và phối hợp một chạm. Khi tiến vào khu vực 1/3 sân đối phương, chúng tôi dễ dàng phối hợp bởi đã quen di chuyển trong không gian hẹp trên sân tập. Tôi cho rằng nếu chạm trán Barca xịn, Hà Nội vẫn có thể cầm cự được." Đúng như nhận định của Loris Arnaud về trình độ của V-League, câu lạc bộ Hà Nội luôn là đội bóng ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của giải đấu. Chỉ sau 10 năm kể từ khi lên hạng, Hà Nội đã sánh ngang với thể gông, đã giải thể và trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử V-League với 5 chức vô địch. Trong 5 lần vô địch đó, có tới 3 chức vô địch từ khi Quang Hải ra mắt đội 1, đó là năm 2016, 2018 và 2019 trong bộ áo đội bóng thủ đô. Quang Hải còn có thêm 2 chức vô địch cúp quốc gia và 3 lần giành siêu cúp. Ngôi sao quê Đông Anh còn giành 1 quả bóng vàng Việt Nam vào năm 2018 và 2 quả bóng bạc, 1 quả bóng đồng trong 3 mùa giải gần nhất. Quang Hải đã gặt hái được mọi danh hiệu mà bất cứ cầu thủ nào chơi bóng tại V-League cũng mơ ước. Đó chính là lý do anh từ chối mức lương và lót tay kỷ lục mà câu lạc bộ Hà Nội đề nghị để ra nước ngoài thi đấu. Pau FC đang theo đuổi phong cách chơi bóng giống như câu lạc bộ Hà Nội. Dĩ nhiên là môi trường Ligue 2 và V-League sẽ có nhiều sự khác biệt. Tuy nhiên, sự hòa nhập tốt trong lần đầu tiên ra sân ở Ligue 2 khiến Loris Arnaud tin tưởng người đồng đội cũ đã đúng khi xuất ngoại. Trước đó, nhiều cựu ngoại binh khác ở V-League như là Ibukebe hay là Nguyễn Van Baken đều cho rằng Quang Hải lẽ ra nên xuất ngoại sớm hơn. Nhìn chung thì ngôi sao 25 tuổi đang có khởi đầu đáng để kỳ vọng tại Ligue 2 và sẽ còn tạo ra nhiều bất ngờ trong thời gian tới.